dẫn các bạn đi đến với cái ẩm thực của thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, đó chính là đường Hồ Thị Kỷ. Các bạn có thể đi vào đường này từ đường Lý Thái Tổ, từ mình sẽ Lý Thái Tổ, các bạn đi vô quẹo phải Hồ Thị Kỷ và quẹo phải một lần nữa để đến được con đường Hồ Thị Kỷ của chúng ta nha. Sau khi gửi xe với giá là 5.000 thì tụi mình bắt đầu đi sâu vào trong lòng chợ. Chợ Hồ Thị Kỷ, quận 10 là một thiên đường ẩm thực với rất nhiều món ăn ngon. Là địa điểm ăn uống quá lý tưởng do tập hợp đầy đủ các món ăn vặt. Chợ Hồ Thị Kỷ hay nhiều người còn gọi là chợ Campuchia đã quá nổi tiếng với rất nhiều món ăn ngon. Bạn đi ăn quán ốc lâu đời chỗ này không được đi chợ này. Ok. Tuy diện tích không hề lớn nhưng mỗi khi lạc vào đây, thực khách sẽ cảm thấy vô cùng bối rối trước vô vàn món ăn hấp dẫn. Do là nơi sinh sống của cộng đồng gốc Campuchia nên các bạn sẽ được trải nghiệm nét văn hóa ẩm thực của đất nước này tại đây. Chân gà hả? Ở trên cũng có một quán nữa. Trước ở đây là trước khi mà hầm cái này là có một phở gọi là ở trong khu này gọi là phở ông già. Ok. Ông nghỉ rồi. Phở ông già. Nhưng mà theo lời của bạn mình thì nó đã nghỉ, ông đó cũng nghỉ bán rồi. Già quá. Và bây giờ mình bắt đầu đi ăn món gì trước vậy Đạt? Bây giờ thì mình dẫn mấy bạn đi ăn món ốc. Bây giờ tụi mình đi ăn ốc trước nha các bạn. Ồ thì kỹ. Xem coi có rẻ giống như là đồ không. Ok. Trước quán ốc này không có ở đây đâu, nó nằm ở cái khu phía trên. Ok. Ok. Theo lời của bạn mình thì ở cái quán ốc này thì thường là ăn hết 101, 102 gì đó. Nhưng mà hôm nay tụi mình ăn ít để có thể thưởng thức nhiều hơn. Tuấn ơi, Tuấn muốn ăn gì kìa? Đạt đấy lựa cho kìa. Hay là mày đi lựa với nó luôn. Rồi chị đọc lên luôn nè. Một cái móm tay xào bơ tỏi. Món đầu tiên của tụi mình nha các bạn, đây là món nghêu hấp Thái. Đạt có đôi lời muốn nói gì với cái món này không? Món này từ trước giờ quán này là ăn cũng rất là ngon. Đây là món sò điệp sốt phô mai nha các bạn. Là chua chim cà. Mình sẽ bắt đầu ăn cái món sò điệp sốt phô mai nha các bạn. Này thì mình nghĩ là mắm nhập. Đúng rồi, mình ăn muối. Có thể là ăn không cũng được. Rất là cái béo của phô mai giữa cái thơm của sò nha các bạn. Còn đây là món nghêu hấp Thái. Rất là ngon các bạn. Cái nước hấp á, rất là ngon. Và con nghêu thì mình cảm nhận được sự tươi của nó. Cái này là gì? Móng tay xào bơ tỏi. Mình sang thử một miếng móng tay xào bơ tỏi nha. Hả? Con kêu em lông bể ớt đi chấm. Thì cho em lông bể ớt chơi. Rất là ngon các bạn. Thơm.
hay là mì xào ốc giác nha các bạn. Nhìn bạn mình ăn ngon bạn không? Trong lúc này tao quay anh ăn chi thư. Không, thoải mái, bữa nay tao đi chủ yếu để quay mà. Ăn đi. Mình sẽ ăn thử một miếng ốc giác kèm rau muống và mì. Khi nào we find must start the only fan. Sau khi no bụng ở quán ốc thì tụi mình tiếp tục đi, di chuyển đến phía cuối chợ để có thể ăn được những món ngon hơn. Đây là mình sẽ ăn thịt nướng, thịt heo xiên nướng. Nè giá các bạn, giá các bạn có thể thấy ở đây. Okay. Đạt nghĩ sao về cái món heo sốt phô mai này, heo nướng sốt phô mai này? Món này á, các bạn thấy không, nướng phô mai hòa quyện chứ không thì vừa chín tới ăn rất là ngon. Hay okay. Theo lại Đạt thì nó hòa quyện với nhau. Ok, còn theo lại Đạt thì đây là cái chỗ bán thịt heo nướng phô mai này là có thể là ngon nhất ở khu Phồn Thị Kỷ này luôn nha các bạn. Mâm. Nướng nướng không? Không. Chú nướng chưa? Chú nướng chỗ gần chú tổn đâu. Giờ sẽ tiếp tục đi đến chỗ mà ăn chuối nướng nha các bạn. Đây, chính xác. Đây có bán kèm cả gà rán và chuối nướng, nhưng mà mình thấy là ăn chuối nướng thì ngon hơn. Đây là chuối nướng mật ong của chợ. Chỗ này bán rất là lâu đời, mình ăn từ mà nhỏ tới giờ luôn. Cũng coi là ăn thử một miếng rồi cảm nhận chuối ngon, nó với mật ong ăn vô bé béo. Ok, ngon. Đi ăn cặp chuối này kem, đi ăn kem cái kem điện thoại này nha các bạn. Uống đây hả con? Dạ. Uống thử không? Đây là menu của kem cuộn nha các bạn. Nho đen hả? Kem một vợ kem nho đen. Nho đen. Một nho đen thì anh chắc anh ăn gì? Dâu đi. Rồi, để dâu chút nha. Ok. Đạt ăn gì Đạt? Kem cuộn gì? Ok. Tối ăn kem cuộn gì? Tối nho đen, bầu ăn gì? Hai dâu một nho đen nha. Xin chào các bạn, mình tên là Đạt. Đây hôm nay mình sẽ review về cái món nước gọi là nước bơ đậu phụ của trong chợ này. Cái món này là được xây từ đậu phộng mà ra, được pha với lại nước. Đây. Cái này là các bạn là uống là phải để cho nó tan rồi phải lên uống mới được. Ở đây nhỏ, cái hồi mà còn 2.000-3.000 ly á, tới bây giờ luôn. Hương vị với lại chất lượng vẫn như ngày xưa. Thậm
chí là có thể là còn ngon hơn ngày xưa nữa. Ok, tại mình uống ở đây lâu. Đạt có thể diễn tả một chút về cái vị của cái nước bơ đậu phộng này được không Đạt? Thì nước bơ đậu phộng này thì nó nguyên chất luôn, nó không có pha cái gì hết. Nó, ý là mình là nó có vị như thế nào á, nó béo hay là nó ngọt hay là nó là sao? Nó béo béo, béo béo của bơ. Có ngọt không? Không có ngọt, ngọt thì các bạn có thể kêu cô bỏ đường vô, thường thì cô sẽ bỏ 2 hoặc 3 muỗng đường nếu các bạn muốn làm. Đây là ly dâu, ly kem cuộn dâu nha các bạn. Dâu, ly kem cuộn dâu. À, như các bạn đã thấy đó, trình bày của rất là kỹ thuật, thủ công rất là khéo léo. Ok. Trình bày rất là đẹp mắt, nhìn là rất muốn ăn liền. Đúng, so sweet. Nè các bạn thấy nè, đây là cốm nè, cái cốm này mình rất là thích ăn luôn, mình thích ăn nhất. Ở đây có một cái bánh quế và ở dưới thì kem á, như là mình quay trong cái clip hình. Trong cái phân cảnh hồi nãy đó, mình cho các bạn xem đó, lúc mà anh đó ảnh đảo kem lên để cho nó đông lại thì rất là chuyên nghiệp và điêu luyện. Và bây giờ thì bạn mình sẽ thử một miếng để coi có vị nó ra như thế nào. Đây, mình sẽ thử một miếng trước. Ok. Cảm nhận ngon. Ngon như thế nào bạn? Nó có ngọt hay là béo hay là sao? Thì nó kem tất nhiên thì nó phải ngọt. À, có béo không? Béo. Chỉ à. Sữa làm chứ gọi là đây là chỗ kem trộn làm chỉ sữa chất lượng mà. Ok. Bạn có tin tưởng về chất lượng của sản phẩm. Ok. Làm tạo hình cũng rất là bắt mắt nha các bạn. Các bạn hãy đến đây ăn thử một lần. À, bây giờ tụi mình sẽ mua sushi nha các bạn. Rồi. Đây là sushi của tụi mình đã xong rồi nha. Ồ, nhìn rất là bắt mắt luôn các bạn ơi, nhìn cưng thiệt luôn. À, đây là chỗ bán trà sữa 88 ngay cái đầu đường Hoàng Thị Kỷ vậy các bạn. Đây là menu của quán. Mình đây hiện tại đang kêu một cái soda nho nè, một cái trà đậu nành, một cái hồng trà sủi bọt cộng với lại củ năng. Một lát mình sẽ coi thành phẩm của mình. Món thành heo giả cầy nha các bạn. Người ta trang trí rất là đẹp và rất là thơm luôn. Ở trên hình như có mè đó đúng không Đạt? Có mè, đây là nước chấm là gì vậy Đạt? Chào. À. Con muối tiêu xanh và nó để chào. Tao lại ăn thử một miếng. Một hộp này giá nhiêu? Một hộp này giá nhiêu Đạt? 62 cây. À. Ok. Đây. Khoan, không lấy nét được. Rồi ok, Đạt ăn thử một miếng cho mình xem. Rồi cảm nhận luôn. Ngon thật cấm. À, thơm đúng không? Thơm. Ok. Còn món sushi này sao Tấn? Ăn vừa miệng không? Miếng cá hồi rất là ngon nha. À, rất là đẹp luôn. Nhưng mà giờ không còn miếng cá hồi nào cho anh ăn nữa rồi. Em mua có 2 miếng, còn 1 miếng bên kia. Miếng giờ này tao mua chưa thôi. Wow. Nhưng mà ngon Tấn. Tuyệt vời. Và đây là cái trà sữa cái gì? Hồng trà, hồng trà sữa bọt mà củ năng. Đây là soda nho. Của mình là trà đào dầm. Rất là ngon luôn các bạn ơi, mà giá này rất là rẻ luôn. Một cái ly như thế này, to như thế này mà chỉ có 12 ngàn thôi à.